bạn cảm thấy là lúc nhỏ bạn rất là đáng yêu, nhưng mà càng lớn thì lại càng trở thành thất bại của tạo hóa. Vậy thì hãy xem bạn có mắc phải những thói quen xấu này không nha. Thứ nhất, đó là cọc tóc. Thường xuyên cọc tóc không chỉ khiến tóc bạn bị khô và dễ rụng, mà tóc sẽ càng lúc càng xấu đi, đường chân tóc ở phía trước càng ngày càng lộ rõ, khiến cho cái tóc của bạn nhìn giống như là bị hói vậy đó. Thứ hai, đó là nặng mụn. Nếu như da mặt bạn bị mụn mà còn dùng đôi bàn tay đáng yêu đầy vi khuẩn này để nặng nó, thì mụn sẽ càng ngày càng nhiều hơn, phá hủy gương mặt xinh xắn của bạn. Bạn nên tìm những loại sản phẩm chăm sóc da phù hợp với làn da của mình. Thứ ba, đó là ngồi bắt chéo chân. Rất là nhiều bạn thích ngồi bắt chéo chân nha, nhưng nếu như các bạn ngồi bắt chéo chân như vậy quá nhiều sẽ khiến cho chân của bạn bị cong, bị to và đau gối, thậm chí là còn bị méo mặt nữa đó. Có nhiều bạn không phải thực sự mập đâu, mà chẳng qua là xương của bạn bị to nên lúc nào nhìn bạn cũng thấy rất là bự con. Muốn biết xem xương của bạn có to hay không thì các bạn hãy lấy chiều cao trừ cho số đo vòng cổ tay. Nếu kết quả lớn hơn 10.9 thì bạn là tuýp người xương nhỏ. Nếu kết quả nằm giữa 10.9 và 9.9 thì bạn là tuýp người có xương bình thường. Nếu kết quả nhỏ hơn 9.9 thì bạn là tuýp người xương to. Có rất nhiều bạn nữ khi mà đẻ đường môi tóc rất là thưa thớt, da đầu thì bị lộ ra rất là nhiều, thậm chí cảm giác giống như là muốn hói tên ơi vậy đó, khiến bạn cảm thấy vô cùng thiếu tự tin. Vậy thì phải làm sao đây? Giải pháp đó là cách một thời gian thì các bạn hãy thay đổi đường môi một lần. Ví dụ như là bây giờ mình đang để 5 năm nè, thì khoảng 2-3 tháng sau mình sẽ đổi qua để 7-3 chẳng hạn. Đó, ví dụ như thế này. Còn nếu như tóc của các bạn quá thưa thì có thể dùng thử Minoxidil nhé.